thì đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian xưa, hoa là vật tượng trưng cho sự thanh cao và thuần khiết. Dâng hoa cúng có ý nghĩa dâng những điều hướng thiện và tốt lành, cùng những sự thành tâm, kính báo tới thần Phật, gia tiên. Còn đối với các tăng ni, Phật tử thì cúng hoa là thể hiện cho việc tu nhân, bởi mỗi khi thấy hoa lại nhớ đến việc tu tâm dưỡng tính để tương lai được hưởng phúc báo. Phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt ra đời từ lâu, thể hiện sự coi trọng cho cuộc sống tâm linh, coi trọng cội nguồn, đặc biệt là vào ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 sắp tới đây. Dù là mâm cúng mặn hay là cúng chay thì trên bàn thờ cũng không thể thiếu một bình hoa tươi. Tuy nhiên có một số loại hoa tuyệt đối cấm kỵ đặt trên bàn thờ, kẻo chuốc lấy tai họa, đen đủi cho gia đình trong năm mới. Quý vị hãy đặc biệt lưu ý. 5 loại hoa tuyệt đối không cắm trên bàn thờ ngày Tết kẻo mất lộc. 1 là hoa ly. Kiêng bày hoa ly trên bàn thờ, hoa ly là loài hoa khá đẹp mắt. Không chỉ vào dịp Tết mà ngay cả trong những ngày bình thường, loài hoa này cũng được nhiều người yêu thích về mua cắm. Tuy nhiên, đây là loài hoa tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ, bởi dù hoa ly có xinh đẹp, rực rỡ, mỹ miều là thế, nhưng nó lại liên quan tới sự ly tán, chia ly. Đặt một bình hoa ly lên bàn thờ khác nào đang cầu sự ly tán, khiến mối quan hệ của vợ chồng trở nên lục đục, vợ chồng bất hòa, anh em trong nhà cãi cọ hay xảy ra xích mích, tới nỗi phải mỗi người một ngả. 2 là hoa phong lan. Hoa phong lan đẹp, nhẹ nhàng, thanh nhã như chính cái tên của nó. Nhiều người đã không ngần ngại mua loại hoa này về để chơi Tết. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, bạn có thể đặt hoa này vào trong phòng khách nhưng tuyệt đối không được đặt lên bàn thờ. Theo quan niệm dân gian, chữ phong trong phong lan biểu thị ý nghĩa sự phong tình, phóng đãng, lăng nhăng nên không thích hợp bày lên nơi thờ cúng của ông bà, tổ tiên, các vị thần. Bằng không, đây sẽ được coi là một sự xúc phạm và phỉ báng thần linh. 3 là hoa cúc vạn thọ. Nếu cúc vàng được mọi người tin tưởng bày lên bàn thờ với thông điệp tưởng nhớ người đã khuất, mang niềm tin, hy vọng về ngày mai tươi sáng, thì cúc vạn thọ lại ngược lại. Người ta không bao giờ đặt đóa hoa vạn thọ lên bàn thờ, nhất là bàn thờ ngày Tết thì lại càng không nên. Bởi đầu tiên là mùi của loài hoa cúc này khá nồng và khó ngửi, trong khi đó bàn thờ là nơi trang trọng, cần chọn những loại hoa có mùi thơm dịu nhẹ và thanh khiết. Không chỉ thế, cúc vạn thọ còn là biểu tượng của sự tuyệt vọng, đau buồn vì mất mát. Hơn nữa, nó còn đại diện cho sự tàn ác và lạnh nhạt vì ghen tuông. Ngoài ra, các cụ còn cho rằng cúc vạn thọ là biểu tượng của người đang rơi vào mối tình tay ba hoặc mối quan hệ ngoài luồng. Tất cả những thứ này đều thực sự không tốt. Nếu đặt lên bàn thờ ngày Tết, có nghĩa là bạn đang khinh nhường thần linh, đồng thời còn khiến gia chủ làm ăn thất bát, khuynh gia bại sản, làm gì cũng nát, gia đình mất hòa suốt cả một năm sau đó. 4 là hoa cất lợn. Tuy bông hoa xinh xắn và có tác dụng chữa bệnh rất tốt, nhưng hoa này chỉ dùng để cắm chơi được, chứ không thể đặt lên bàn thờ, nơi có thần linh và gia tiên. Bởi cái tên của nó không đẹp, nếu không muốn nói là có thể gây sự phỉ báng đối với thần linh, cái tên có thể khiến thần linh nổi giận. 5. Tương tự như hoa cất lợn, hoa sâm bụt cũng là loại hoa chúng ta không nên dùng để thờ cúng, kẻo chuốc họa vào thân. Tuy rằng đây là loài hoa có màu đỏ, bông cũng đẹp, nhưng chúng lại không dùng cho việc thờ cúng tổ tiên vì tên hoa có chữ sâm đằng trước, bày lên bàn thờ thiếu lịch sự và không thể hiện sự tôn trọng với thần linh. 6 là không cúng hoa giả, hoa nhựa trên bàn thờ. Các nhà tâm linh cho rằng không nên dùng hoa nhựa, hoa giả để dâng cúng trên bàn thờ, tuy không mất trang nghiêm nhưng theo quan niệm đó là sự giả dối. Hoa cúng cũng biểu hiện tấm lòng, do đó không nên dùng lễ giả để biểu thị tấm lòng chân thật. Bàn thờ là nơi thể hiện sự thành kính của con cháu với gia tiên, nên khi dâng hoa cúng cần phải có thái độ kính cẩn. Hoa cúng nên chọn loại hoa thơm và có tên đẹp, hoa còn tươi và độ nở đang vừa tới. 7. Không nên bày cành vàng, lá ngọc hoặc đồ lễ ở chùa chiền lên bàn thờ gia tiên. Theo nhà nghiên cứu tâm linh Nguyễn Xuân Cường, bàn thờ là nơi tâm linh thanh tịnh nên những cành vàng lá ngọc không nên đặt lên. Không nên đi bất cứ đến chùa chiền, đền phủ nào cũng xin lộc về đặt lên bàn thờ. Nếu tới di tích mua những cành vàng lá ngọc đó dâng lên thì nên hóa đi, không nên mang về nhà. Quý vị thân mến, vào dịp Tết Nguyên đán tới gần cũng là thời điểm các gia đình dọn dẹp trang trí nhà cửa để đón một năm mới sung túc, thịnh vượng, an lành và hạnh phúc. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều món đồ trang trí đẹp vào ngày Tết, nhưng các loài hoa vẫn là sự lựa chọn được nhiều người ưa chuộng. Chúng không chỉ giúp mang không khí ấm áp của mùa xuân, không khí ngày Tết mà còn mang lại may mắn, phúc lộc, tiền tài cho gia chủ trong năm mới.
Mỗi loại hoa, loại cây cảnh đều có ý nghĩa khác nhau và phù hợp với không gian riêng, nên việc lựa chọn được loại hoa vừa đẹp, giàu ý nghĩa lại vừa thu hút tài lộc như ước nguyện của mình thì không phải ai cũng biết. Dưới đây là những loài hoa tuyệt đẹp và ý nghĩa của chúng, các bạn hãy tham khảo để lựa chọn trang trí cho ngôi nhà của mình trong dịp Tết Quý Mão này nhé. Một là hoa đào. Hoa đào từ lâu đã là loài hoa không thể thiếu và phổ biến nhất trong dịp Tết Nguyên đán của người miền Bắc. Ngày nay, đào có rất nhiều loài như đào bích, đào phai, đào trắng hay những cành đào cảnh. Đào thế được trồng chậu, đào cắt cành để cắm lọ. Giống như người con gái miền Bắc, hoa đào mang vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm và kín đáo. Đặc biệt, cây đào được xem là tính hoa của ngũ hành nên có thể trị bách quỷ, xua đuổi tà ma. Bởi thế, đào thông thường được trồng trước cửa nhà không chỉ là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sống sinh sôi, phát triển mạnh mẽ. Vẻ đẹp của hoa còn mang lại sự ấm cúng cho mỗi nhà, gieo vào lòng mỗi người nhiều niềm vui, niềm tin yêu, hy vọng vào năm mới an khang thịnh vượng. Hai là hoa mai. Nếu hoa đào là biểu tượng của mùa xuân miền Bắc, sắc vàng hoa mai lại là đặc trưng rất quen thuộc của miền Nam. Mỗi khi hoa mai nở rộ là lúc lòng người thêm hớn hở, cảm xúc khó tả như báo hiệu mùa xuân đang về. Hoa mai có màu vàng mang vẻ đẹp đáng yêu, gần gũi với đời thường nhưng lại là biểu tượng cho sự sang trọng và quý phái. Theo quan niệm của người xưa, năm cánh hoa của nó là năm thần cát tường, tượng trưng cho ngũ phúc, vui vẻ, hạnh phúc, trường thọ, thuận lợi, hòa bình. Ngày nay không chỉ người miền Nam chơi mai hay chỉ người dân miền Bắc chơi đào mà hai loại cây này đã được chuyển đến khắp mọi nơi trên đất nước. Ba là hoa thủy tiên. Nói đến hoa để trang trí phòng khách ngày Tết không thể không nhắc tới hoa thủy tiên. Với nhiều người thì những bát hoa thủy tiên trưng trong nhà ngày Tết sẽ góp phần làm sáng bừng không gian phòng khách của gia đình. Hoa thủy tiên có đặc điểm là vành ngoài trắng muốt, nhụy vàng ruộm và đặc biệt tỏa hương thơm mát trong cái lạnh đặc trưng của ngày Tết. Hương thủy tiên hòa quyện với mùi hương trầm từ bàn thờ tạo nên sự linh thiêng và ấm áp trong những năm gần đây, đáp ứng nhu cầu chơi hoa ngày Tết ngày càng đa dạng. Hoa thủy tiên thường được cắt gọt và tạo hình đa dạng để mọi người có thể lựa chọn cho phù hợp với không gian nhà mình. Hoa thủy tiên không chỉ mang một vẻ đẹp kiêu sa, là thú chơi hoa tao nhã, thanh lịch, hoa còn mang ý nghĩa tốt đẹp, khử tà khí, đem đến an lành cho gia chủ. Theo dân gian, nếu như có được cây hoa thủy tiên nở đúng giao thừa hay vào sáng mùng 1 thì không còn lộc đầu xuân nào quý giá bằng. 4 là hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền như cái tên gọi bốn có của nó mang một ý nghĩa đặc biệt, là một trong những loài hoa tượng trưng cho tiền tài, may mắn và sự phát lộc trong những ngày đầu năm mới. Hoa có nhiều màu sắc nổi bật như là màu vàng tươi, hồng, đỏ, cam. Bạn còn có thể dễ dàng chọn cho mình những bông hoa đồng tiền về trưng bày trong chậu, cắm trong lọ hay là treo trên tường. Những bông hoa đồng tiền mang ước vọng sẽ đem lại cho nhà bạn đẹp hơn, thêm bắt mắt, ấn tượng, cũng như tạo niềm vui cho cả gia đình trong ngày xuân sum vầy. 5 là hoa hải đường. Hoa hải đường được trồng rải rác khắp các tỉnh miền Bắc. Đây là giống hoa quý và thường chỉ nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm. Hoa có nhiều loại, đủ màu sắc, hoa nở to, đẹp và đặc biệt rất lâu tàn ngay cả khi ngắt cành để cắm vào bình. Tuy nhiên, với đặc tính chịu nắng kém nên cần lưu ý khi chọn chỗ đặt hoa thường để những nơi râm mát, tránh ánh nắng mặt trời. Nhiều gia đình thường cắm hải đường lên bàn thờ hay trồng trong chậu tròn có độ cao vừa phải và đặt trên bàn trưng trong nhà vào dịp Tết. Theo dân gian, chữ đường mang hàm ý là một ngôi nhà lớn. Chính vì vậy, hoa hải đường tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý, điều mà bất cứ gia đình nào cũng mong muốn đạt được trong năm mới. Loại hoa này còn tượng trưng cho anh em hòa hợp, sống sum vầy. Hoa chịu nắng kém nên chỉ thích hợp với phòng khách, bố trí nơi râm mát. 6 là hoa cúc. Trong rất nhiều loại hoa để trang trí trong ngày Tết khắp mọi miền Tổ quốc, hoa cúc có lẽ là loại hoa quen thuộc hơn cả, rất thích hợp với thời tiết thu đông. Không chỉ được trồng trong chậu lớn đặt trước hiên nhà, bạn cũng có thể tìm các loại thuốc nhỏ để cắm vào bình hay ngắt những bông hoa cúc thả vào bát để trang trí cho nhà thêm đẹp. Hoa cúc biểu trưng cho sự thuận lợi và cân bằng trong cuộc sống. So với các loại hoa cúc khác, sắc hương hoa cúc tuy giản dị nhưng làm say lòng người, không những thế loài hoa này còn tươi rất lâu. Những bông cúc vàng làm không khí ngày Tết thêm ấm cúng và mang ý nghĩa, niềm vui, niềm hân hoan đem đến những nụ cười trong ngày đoàn viên và được cho là tăng thêm phúc, thêm lộc. Hoa cúc nên đặt nơi có nhiều ánh sáng trong nhà để sự may mắn thêm mạnh mẽ và rực rỡ. 7 là nụ tầm xuân, thu hút người nhìn bởi sắc màu tươi trẻ. Những nhánh tầm xuân mang một nét đẹp riêng, không lẫn lộn với bất kỳ loài hoa nào trong ngày Tết. Các nụ hoa mọc liên tiếp nhau với nhiều màu sắc xanh, đỏ, vàng, tím, sờ vào êm ái như nhung, cùng một sức sống lâu bền.
đặc biệt là rất dễ cắm và trang trí trong những lọ miệng rộng, thích hợp cho những gia đình có không gian phòng khách lớn. Những nụ tầm xuân e ấp mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng, niềm tin và một nghị lực mạnh mẽ. Việc thắp hương dâng lễ lên bàn thờ thần linh gia tiên, trước là để tỏ lòng thành kính, sau là cầu mong các vị thần phù hộ cho gia đạo an khang, may mắn. Ý niệm ra hoa, kết quả thì hoa là một thứ không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày này, biểu trưng cho những gì thiêng liêng và đẹp đẽ nhất. Dưới đây là những loài hoa nên dùng để thắp hương vào dịp Tết, có thể khiến thần tài gõ cửa, may mắn, bình an, vây quanh cả gia đình trong năm 2023. 1. Hoa dâng Phật. Khi đi lễ chùa hoặc trong nhà có bàn thờ Phật, cần nhất chữ tâm và chữ tình. Hoa mẫu đơn hoặc hoa sen là loại hoa phù hợp nhất để dâng ban thờ Phật. Ngoài ra cũng có thể chọn các loại hoa có màu vàng và đỏ, những màu sắc tượng trưng cho nhà Phật. Hoa sen. Trong Phật giáo, hoa sen đại diện cho sự thanh tịnh và giác ngộ, trong cấu nhiễm mà không nhiễm ô, ở trần mà không nhiễm trần. Hoa sen trong phong thủy tượng trưng cho sự thanh cao, thoát tục và hoàn mỹ vì sống trong bùn nhưng không hề bị ảnh hưởng. Hoa sen giúp con người có thể tịnh tâm, làm cho không gian trong căn nhà trở nên ấm áp và yên bình hơn. Với ý nghĩa thanh lọc, hoa sen giúp điều khí vượng, tăng cường năng lượng tốt và ngăn chặn những điều xấu, giúp gia chủ tránh ưu phiền để tĩnh tâm, an hưởng hạnh phúc. Hoa mẫu đơn. Theo phong thủy, mẫu đơn là loài hoa vương giả, sang trọng và đại diện cho sự giàu có, thịnh vượng và sắc đẹp. Trong các vật phẩm phong thủy, hoa mẫu đơn được gọi là vật phẩm tượng trưng cho phú quý, tình duyên. 2. Hoa dâng gia tiên. Lọ hoa đặt trên bàn thờ gia tiên cũng lưu ý không nên chọn quá nhiều loại hoa vì sẽ mất tính thẩm mỹ, màu sắc loè loẹt gây rối mắt. Theo truyền thống thì các loài hoa như hoa hồng, cúc đều rất thích hợp cho các dịp ngày rằm, mùng 1. Hoa cúc. Theo phong thủy, hoa cúc là biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc, tuổi thọ cũng như sự hoan hỷ đến nhà. Ngoài ra, hoa cúc trắng còn là loài hoa biểu tượng cho sự duyên dáng và lòng hào hiệp. Hoa hồng. Hoa hồng không những là biểu tượng của tình yêu, giữ lửa hạnh phúc trong gia đình mà còn đem lại may mắn lâu dài cho gia chủ. Thân cây hoa hồng nhiều gai còn xua đuổi được tà khí xâm nhập. Lưu ý là chỉ nên chọn hồng đỏ son, đỏ thẫm, tránh hồng phai hoặc các loài màu sắc khác. Ngoài ra, hoa hồng tỉ muội cũng được rất nhiều người sử dụng và cắm vào bàn thờ ngày Tết. Những lọ hoa đơn giản với màu tươi tắn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp sang trọng. Hồng tỉ muội với nhiều nụ và hoa cũng là biểu tượng cho sự may mắn và tốt lành đến với mọi nhà. Hoa huệ ta trắng. Với vẻ ngoài tao nhã, hoa huệ đại diện cho lòng trung thành, sự tái sinh và tinh khiết. Có nhiều người quan niệm hoa trắng không nên bày trên bàn thờ, tuy nhiên hoa huệ mang vẻ đẹp trong trắng, ngay thẳng, cùng với nhiều nụ hoa nhỏ vây quanh nên tượng trưng cho sự no đủ và sung túc. Với loại hoa thanh tao này, chắc chắn bề trên sẽ phù hộ cho gia đình bạn nhiều tài lộc cho năm mới. Hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền rất được ưa chuộng tại các nước Đông Nam Á vì theo quan niệm của người Dao Vàng, chúng sẽ mang lại ước vọng về những tháng ngày thịnh vượng và tài lộc, tiền vào như nước. Ngoài ra, loài hoa này cũng là biểu tượng cho sức khỏe, tuổi thọ cho cả gia đình. Quý vị thân mến, dịp Tết Nguyên đán đang đến thật gần, những loài hoa rực rỡ với đủ màu sắc chắc chắn sẽ là điểm nhấn nổi bật cho gia đình bạn. Không chỉ đơn giản là làm đẹp cho ngôi nhà mà mỗi loại hoa đều mang ý nghĩa riêng, đem lại tài lộc, may mắn và hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình. Trên đây là các loại hoa mà bạn có thể mua chọn để trang trí cho gia đình mình khi năm mới sắp đến. Kính chúc quý vị và gia đình có một cái Tết vui vẻ, ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.